Tại sao lông mày không dài như tóc? Mỗi người, ai cũng có lông mày. Giống như tóc, lông mày đều mọc lên từ da. Nhưng tóc có thể mọc rất dài, còn lông mày thì lại ngắn. Dù có đi khắp bốn phương, nhưng cũng không thể tìm thấy một người nào có lông mày dài như tóc. Muốn giải đáp vấn đề này, trước hết phải làm rõ quá trình sinh trưởng của lông mày và tóc. Lông mày và tóc đều gọi chung là lông, có phần gốc nằm trong túi chân lông dưới da. Các tế bào ở phần túi chân lông sẽ không ngừng phân chia và chết đi. Những tế bào chết sẽ bị đùn ra ngoài cơ thể liên tục và trở thành lông. Lông mày và tóc mọc ở những vị trí khác nhau trên cơ thể, chu kỳ sinh trưởng của chúng cũng rất khác nhau. Thông thường mỗi sợi tóc có thể mọc liên tục từ 2 đến 6 năm, sau đó ngừng phát triển và từ 3 đến 4 tháng sau đó sẽ rụng đi. Nếu mỗi ngày sợi tóc mọc được khoảng 0,3mm thì trong vòng 4 năm nó sẽ dài 66cm. Còn lông mày mỗi ngày chỉ mọc được 0,16mm và chu kỳ sinh trưởng của nó chỉ khoảng 2 tháng. Do đó, lông mày không thể mọc dài và độ dài của nó không thể nào so sánh được với tóc.